cái lỗ thì nó không quan trọng. Anh phải hiểu cho em, một lỗ cũng được, như em dù như thế là em thả nhiều chỗ là nó hơi nó đầy luôn. Mình phải có nhiều lỗ và nó chết cho nó thở. Cho nó thở. Cái này nếu anh bắt đầu mới vào nghề em bảo làm nó đơn giản thôi. Nếu đi đèo là lương cao chứ không phải là lương thấp đâu. Nghề đánh lươn này tuy vất vả nhưng mà nói chung là cũng kiếm được thu nhập khá. Có rắn, như chỉ rắn đen trắng với lại nước thôi. Đen trắng thì ít khi nó vào. Rắn nước cũng có người mua chứ đang cơm mà. Rắn nước cũng có người mua. Đen trắng bây giờ còn có lần hơn triệu cân cơ. Bây giờ nó cao, rắn đen trắng bây giờ mới có giá. Hôm trước em đánh là còn hai lạng như em hoảng quá em vứt ra đường. Vâng. Cái hòm này đúng không? Cái hòm đấy nếu ngoài anh mà họ biết đan à thì bảo người ta đan cho mua họ. Còn nếu không thì bảo em đan cho. Nó dễ không có gì, mới vào về nghề thì nó bỡ ngỡ rồi. Đấy em có là... em có 50 cái rồi đấy. Lúc nào đổ là mình đi đánh về mình đổ là rút cái này ra. Vâng, rút cái đấy ra. Cái hòm đấy muốn khỏe là anh phải dùi nỗ. Cài then cho nó dễ. Then phải có then anh ạ. Then nó mới dìm được, nó mới đỡ lỗi ống. Nó đỡ cựa ống. Con lươn nó vào thì nếu không có then thì con lươn ở trong vào đầu tiên nó sẽ phá, nó lóng nó sẽ phá. Thì con lươn ở ngoài nó hoảng không bao giờ vào. Đó là cái này là cài qua cái then này. Vâng. Thế cho nên phải cần cái then cho nên nó ghìm xuống, nếu nó chặt thì nó mới được con lươn nó mới vào được nhiều. Còn ăn nhau hay không là cái người thả và cái mồi. Mồi này run à? Mồi run. Ít run thì cho thêm ốc biêu vàng đánh sống. Là ngon lành không có gì cả. Ốc biêu vàng em thả coi ống 60 kia, ống 60 kia em thả hôm vừa đây em không dám cân. Hàng cân luôn luôn. Mà em không dám cân nên vì em quay trên mạng cho người ta xem, người ta không tin. Em không dám cân nhá. Đây ống 48 đúng không? Đây ống 48.